Sau khi tôi cắt bớt những cái dăm nhỏ đi, đó, cắt gọn, nhất là mùa khô như này, đấy thì bắt đầu chúng tôi quấn ni lông. Chúng ta có thể dùng cái ni lông quái hàng này, đấy, chúng ta quấn vào đây, nên là cây nó sẽ không bị mất nước. Đấy, đây là cái cây mà tôi đã vừa mới đánh lên, nhưng mùa hanh khô này nó sẽ héo rất là nhanh. Nhưng mà chúng ta tưới nước vào gốc nó ấy, thì nó sẽ không hút được nước lên đâu. Thì ta chặt dễ rồi, dù sao là cây chuyền rồi nhưng mà cũng chặt mất một, nó khi lên thì chúng ta cũng vẫn phải chặt một số rễ, cắt bớt một số rễ nhỏ của nó đi. Và cái trường hợp quấn thân này cũng như là làm như này là cho trường hợp cả những cây hoa giấy như chúng tôi nhiều lúc rồi bán cho khách hàng á, thế xong rồi là nó người ta bị làm không may nó vỡ bồng, thì nếu mà cây to thì chúng ta mới quấn thân được, còn cây nhỏ chúng ta cho vào trong chỗ mát, chúng ta tưới nước ẩm và cắt hết dăm, cắt hết lá như này thì nó sẽ dễ sống hơn, tỷ lệ sống rất là cao. Thế còn đây là đang quấn bằng dễ quấn gọi là ni lông gói hàng. Đấy. Cái ni lông gói hàng này thì chúng ta cứ quấn một vòng cái nó dính vào nhau cái là nó lại chịu ngay. Tại sao tôi cũng lên giới thiệu như này là vì có cơ bản là những cái cây mà có khi là quý khách là có cây khác ấy, chúng ta bị vỡ bồng trong khi chúng ta đem về thì chúng ta đành rằng bỏ hoa bỏ lá của nó đi và bắt cắt bớt những cái dăm nhỏ, cái dăm nó không đẹp. Còn tất nhiên là nếu mà cắt cụt thì còn lại gọi là cái phôi thôi thì nó dễ sống hơn nữa, nhưng còn nó đẻ dăm thì là nó đã khó hơn. Nhưng mà nếu vỡ bồng nhẹ thôi thì chúng ta nhiều lúc tiếc cái dăm thì chúng ta sẽ giữ lại, cắt sửa những cái dăm tàn dăm xấu đi thôi.